Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11 năm 2014 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11 năm 2014, toàn quốc đã xảy ra 150 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 71 người, bị thương 81 người. Trong đó có 40 vụ va chạm, làm bị thương 35 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Liên quan đến vụ xe UAT bị mất phanh và lao xuống vực xảy ra vào chiều tối ngày 1 tháng 11 tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, làm 4 người chết và 3 người bị thương. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, phương tiện này đã trốn đăng kiểm từ tháng 9 năm 2013. Theo đó, xe UAT biển kiểm soát 49H7724 được sản xuất năm 1986 tại Nga. Người đứng tên đăng ký là ông Tống Đình Sơn ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Hoài, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lần kiểm định gần nhất của xe này là ngày 14 tháng 3 năm 2013 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S Lâm Đồng và có hạn kiểm định lần tiếp theo là ngày 14 tháng 9 năm 2013. Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho đến khi xảy ra tai nạn, xe này vẫn không đến kiểm định. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ tai nạn, ngày hôm nay mùng 3 tháng 11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện chỉ đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân. Không lo nghẽn mạng khi mua vé tàu Tết là khẳng định của công ty hệ thống thông tin FPT, đơn vị ký hợp đồng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai bán vé tàu điện tử. Theo đó, hệ thống bán vé mới được thiết kế một cách thuận tiện nhất, cho phép những người có năng lực công nghệ thông tin không tốt vẫn có thể mua được vé. Hạ tầng mạnh cho phép đáp ứng lên đến vài triệu lượt truy cập cùng một thời điểm. Vào giờ cao điểm, nếu có sự cố xảy ra đã có những phương án dự phòng nên hành khách có thể yên tâm. Thêm vào nữa, bên cạnh hệ thống vé điện tử, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn bán vé trực tiếp tại ga theo phương thức truyền thống như trước đây. Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua, tình hình chậm hủy chuyến bay có chiều hướng tăng nhẹ so với tháng 9. Cụ thể, các hãng hàng không Việt Nam có tỷ lệ chậm chuyến chiếm 10,7%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với tháng 9. Tỷ lệ hủy chuyến là 0,5%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước đó. Đặc biệt do máy bay về muộn chiếm đến 65%. Dẫn đầu về tỷ lệ chậm và hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam vẫn là Jetstar Pacific với 23,6% số chuyến chậm. Tiếp đó là Vietjet Air với 17,6%, Vietnam Airlines với 6,4% và Vasco với 6,1% chuyến bị chậm. Còn theo thông tin từ hãng hàng không quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 đến ngày 15 tháng 1 năm 2015, khách hàng sẽ có thêm cơ hội sum họp gia đình dịp Tết với giá vé ưu đãi như sau. Chỉ với 299.000 đồng, hành khách có thể bay một chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Đà Lạt. Với 499.000 đồng, hành khách có thể bay một chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn. Và với 699.000 đồng, hành khách có thể bay một chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa. Thời gian khởi hành sẽ từ ngày 11 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 năm 2015. Còn hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cho biết, nhằm chào mừng mở đường bay mới giữa thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, hãng này sẽ mở bán 2.000 vé giá trị từ 0 đồng trong 3 ngày vàng mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 11 năm 2014. Thưa quý vị, sau khi ống hầm thứ nhất đèo Cổ Mã được thông xe vào ngày 17 tháng 10 và chiều ngày hôm qua, mùng 2 tháng 11, ống hầm thứ hai đèo Cổ Mã thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả cũng đã được chính thức xuyên thông. Hầm Cổ Mã do công ty cổ phần sông Đà 10 thi công được khởi công từ tháng 4 năm 2014. Hầm Cổ Mã nằm trong dự án hầm đường bộ Đèo Cả có tổng chiều dài 13,4 km, nằm trên quốc lộ 1 nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Trong đó, hầm Đèo Cả dài 3.900 m, hầm Cổ Mã dài 500 m, đường dẫn và các cầu trên tuyến dài 9 km. Công trình gồm 4 làn xe được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tầm nhìn khai thác chiến lược đến năm 2030. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 15.603 tỷ đồng. Công trình chịu được trọng tải lớn và an toàn cho các loại xe lưu thông. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ rút ngắn 1/2 quãng đường và thời gian giảm 1/4 so với qua đèo như hiện nay. Theo kế hoạch,
toàn bộ dự án hầm đường bộ Đèo Cả sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Theo quy hoạch không gian kiến trúc, toàn bộ trục đường Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nâng cấp cải tạo thành quảng trường đi bộ. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố phối hợp với Hội kiến trúc sư thành phố khẩn trương xem xét phương án thiết kế dự án này để tuyến đường đi bộ sớm được triển khai. Cụ thể, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Huệ đồng bộ với dự án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư dự án là khu quản lý giao thông đô thị số 1 cần rút ngắn thời gian thi công công trình, nhất là trên phạm vi đường Lê Thánh Tông, đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Các hạng mục phải xây dựng mới gồm nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè hiện hữu bằng lát đá tự nhiên, xây dựng lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật, đài phun nước, xây dựng ngầm trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, âm thanh, camera, nhà vệ sinh công cộng. Tổng vốn đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Huệ dự kiến là 428 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, đến nay thì tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được đẩy nhanh gấp đôi do đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong thi công. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn là điều đáng lo ngại. Theo đó, trong 3 tháng qua, đơn vị thi công đã đúc được 238 phiến rầm, trong khi trước đó từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014 là 10 tháng mà chỉ làm được 200 phiến. Tháng 11 này sẽ chọn nhà thầu đóng tàu. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy tiến độ của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thành phố Hà Nội cam kết đến đầu tháng 11 sẽ giải phóng mặt bằng xong, nhưng hiện nay chưa có nhiều chuyển biến và có thể sẽ phải thực hiện cưỡng chế. Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, tiến độ xây dựng ga Cát Linh đã được rút ngắn từ 18 tháng xuống còn 14 tháng, nhưng nếu Hà Nội không bàn giao mặt bằng kịp thời thì chỉ riêng khu vực ga Cát Linh đã làm chậm tiến độ toàn dự án do không đấu nối được vào hệ thống chung. Trước nhiều thông tin cho rằng với hai đường băng hiện hữu, Tân Sơn Nhất chưa khai thác hết công suất, mức độ quá tải tại đây đã được thổi phồng để mở đường cho dự án cảng hàng không Long Thành. Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Đinh Việt Thắng khẳng định, điểm yếu nhất của sân bay Tân Sơn Nhất chính là đường cất hạ cánh chứ không phải là vùng trời. Theo ông Đinh Việt Thắng, hiện Tân Sơn Nhất có hai đường cất hạ cánh song song với nhau, cách nhau 365 mét, đã được xây từ thời chiến tranh, chủ yếu phục vụ các hoạt động quân sự. Hiện nay, theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, với khoảng cách như vậy, hai đường cất hạ cánh này không thể hoạt động độc lập. Năng lực của hai đường cất hạ cánh này chỉ tương đương như một đường cất hạ cánh. Do đó, muốn tăng năng lực của sân bay Tân Sơn Nhất, phải xây một đường cất hạ cánh mới đủ khoảng cách tối thiểu là 1.035 mét, theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế mới tạo được sự thay đổi cơ bản về mặt năng lực. Nếu vậy, chi phí giải tỏa cực kỳ lớn, cao hơn cả việc xây mới giai đoạn 1 cảng hàng không Long Thành. Thêm nữa, vùng trời tiếp cận của Tân Sơn Nhất cũng có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, so với năng lực đường băng, năng lực vùng trời Tân Sơn Nhất hiện nay vẫn còn cao hơn. Như thường lệ, sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại Mỹ đã ghi nhận hàng loạt các trường hợp thương vong liên quan đến lỗi của túi khí Takata được lắp trên các hãng xe mang thương hiệu lớn. Đáng chú ý, Takata là tập đoàn của Nhật Bản, chuyên sản xuất thiết bị an toàn xe hơi lớn thứ hai trên thế giới, cung cấp túi khí cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô. Và tại Việt Nam, hầu hết các hãng xe lớn và phổ biến như Toyota, BMW, Ford hay cả Chrysler hiện đều có sử dụng túi khí của hãng này. Mặc dù chưa ghi nhận sự cố nào liên quan, nhưng ít nhiều cũng đang gây ra lo ngại đối với những người sử dụng xe ô tô với các thiết bị được cho là bảo vệ an toàn này. Một nữ tài xế gốc Việt có tên Hiền Trần sống tại Mỹ vừa thiệt mạng với một vết thương giống vết đâm ở cổ. Sau khi điều tra, cảnh sát đưa ra nguyên nhân được cho là do túi khí bị lỗi được trang bị trên chiếc Honda Accord gặp nạn. Khi túi khí bùng ra, mảnh kim loại từ miếng ốp túi khí vỡ ra và bay khắp khoang lái đâm vào Hiền Trần. Chiếc Honda Accord mà Hiền Trần sử dụng là xe cũ mà cô mua lại. Tuy nhiên, có vẻ như người chủ trước của chiếc xe không hề nói với Hiền Trần về chiến dịch triệu hồi vào năm 2009. Trên thực tế, trước đó đã có hai nạn nhân khác bị thiệt mạng do mảnh vụn kim loại từ túi khí bay ra. Theo tôi được hiểu, thì là nguyên nhân là do là cái áp suất trong cái túi khí nó quá lớn, nó gây ra là rách túi khí. Và có thể là các cái vật chất ở phía trong, trong túi khí nó sẽ bị văng ra và gây cái nguy hiểm ở cái phần đầu mặt cho cái lái xe và cái người hành khách. Còn tại Việt Nam, theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam từ trước tới nay, chưa phát hiện có bất kỳ một trường hợp nào tử vong liên quan đến lỗi túi khí này. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lưu ý, rất nhiều chủ xe thương hiệu lớn từ ngày mua phương tiện đến nay chưa bao giờ được khuyến cáo về lỗi túi khí. Bất kỳ thông tin khuyến cáo nào từ nhà sản xuất cả, và cũng rất may mắn là cũng chưa xảy ra cái tai nạn gì mà nó có thể là về sử dụng túi khí. Các chuyên gia về đăng kiểm xe cơ giới khẳng định hầu hết phương tiện để xác định bị lỗi túi khí không phải dễ. Việc xác định lỗi túi khí hiện chủ yếu căn cứ vào hệ thống tín hiệu đèn báo trên bảng tablo. Khi mà chúng ta thấy có lỗi túi khí thì chúng ta nên đưa đến chỗ xưởng sửa chữa hoặc là về hãng để người ta bảo dưỡng sửa chữa lại cái túi khí cho an toàn. Và chúng ta nên chú ý cái lỗi túi khí thường nó xuất hiện trên bảng tablo. Nên thì chúng ta khi thấy có cái là chúng ta đi bảo dưỡng luôn. Liên quan đến vụ việc Hiền Trần bị tử vong, hãng Honda trước đó cũng đã từng thừa nhận hai ca tử vong là lỗi túi khí. Nguyên nhân là có khả năng túi khí bật quá mạnh trong một số trường hợp va chạm giao thông. Kể từ năm 2008 đến nay, đã có hơn 16 triệu xe trên toàn thế giới bị triệu hồi do lỗi túi khí Takata. Vấn đề đặt ra là Honda hiện là khách hàng lớn nhất của Takata và đã phải triệu về 6 triệu xe vì lỗi túi khí trong 9 lần thu hồi kể từ năm 2008. Những hãng khác như BMW, Ford, Chrysler và Mazda cũng đã có những đợt thu hồi liên quan đến lỗi túi khí Takata. Bản tin giao thông an toàn của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.